Thì anh chị nào mà đang có nhu cầu sử dụng cái dòng bò lớn con thì trước mắt của chú anh chị các bạn là hình ảnh của con bò rất là lớn xương, rất là lớn tàn anh chị nha. Đầu thì đầu trụi, con này thuộc gì dòng bờ Redman. Anh chị thấy không? Chân tay rất là to, kịch cộng. Ha, Redman thì anh chị biết rồi, khủng không? Nhàn xương. Đó, cái tơ nha. Con này mới 7 tháng mấy, 8 tháng mà con bò này chiều cao tại sao khu nó gần 1m25. Hết biết bò bự. Anh chị nào mà xài dùng bò độ bò bự con đó, thì đây là sự lựa chọn luôn. Con này lai máu vô nhiều. Anh chị thấy không? Thấy cấp mình không? Xương, dàn xương cực kỳ khủng. Đang con đó. Con này thuộc gì bô, quốc trà. Còn con kia là lai bò Redman ha. Thì cặp này thì đang báo giá công khai cho bà con cô bác anh chị mình luôn. Chốt giá 32 triệu cặp này nha. Hai con 32 triệu. Nè, anh chị thấy khung xương của hai con không? Rất là cân. Đó, hai con này thuộc về dòng bò xương lớn anh chị nha. Con thì thuộc về dòng bò bô. Con thì thuộc về Live Redman. Đó, hai con này thì anh chị nào ưng thì có thể liên hệ với em ha. Hai con này thì nuôi về lâu về dài, nó thuộc về dòng bò sát nhất bự con anh chị nha. Rất là lớn con, lớn xương. Nè, con này là bô trà. Còn này Live Redman thì hai con nó sẽ khác nhau về dòng máu. Và con cô bác anh chị mình để ý thì anh chị mình biết ha. À, như con này thì tai to, đầu dồ, đầu trụi ha anh chị nha. Nè. Đầu thì có vẻ dồ lên phía trước nè. Đầu thì đầu trụi. Tai to, bò thì nói chung là rất là dễ chịu rồi. Bò mò rờ đâu cũng được anh chị. Mò rờ đâu cũng được hết. Nè, hơi vú nè. Hết biết dàn vú không? Nè. Bò thì dễ chịu lắm. Anh chị nào ưng thì liên hệ em ha. Con này thuộc về bò Redman nha anh chị. Ha. Chốt giá đôi này cho anh chị luôn. 32 triệu, bò rất là dễ chịu. Thôi nè, rồi nó ngóng nè. Chốt giá 32 triệu đôi này nha. Anh chị cô chú nào mà chúng ta có nhu cầu mua thì liên hệ em nha anh chị nha. Chốt giá hai con. À, con này thì bô lai xin. Còn con kia là bô lai Redman. Đó, nó sẽ có những cái dòng máu khác nhau và ngoại hình của nó cũng sẽ khác nhau. Nhưng mà anh chị thấy khung xương của hai con rất là cân đúng không? Hai con có khung xương rất là cân xứng luôn. Bà con cô bác anh chị em mình ở gần xa có nhu cầu mua thì liên hệ trực tiếp vào số điện thoại của em ha. 0383 777 696 để có thể chốt đôi bò này. Đôi bò cái tơ nha anh chị nha. Cặp này 32 triệu rất là xứng đồng tiền luôn ha. Đó. Chốt giá đôi này 32 triệu. Anh chị cô chú nào có nhu cầu thì liên hệ em. Này là bô lai Redman. Anh chị nói đến dòng Redman biết rồi ha, nãy vô dây nè. Vô dây nè. Con này mới tách mẹ. Nó dễ lắm. Nãy vô dây nè. Vô dây nó bị nó dễ á, chày lớp da chứ thật sự nó dễ dữ dằn. Bò. Ưng. Cái bò này dàn xương kịch cộm. Xương lớn anh chị, xương khủng anh chị. Đó. Bò này thường anh chị nào thích chơi cái dòng bự xương, to xương thì đây là sự lựa chọn của anh chị luôn. Cái đôi này nó còn non xèo à. Đôi này tầm con kia tầm 7 8 tháng, con này tầm 10 tháng gì. Hai con này vàng khung xương anh chị thấy không? Rất là ưng luôn. Chốt giá đôi này 32 triệu. Chiều cao tại sao khu của hai con này khoảng tầm 1m24 25 hết. Bò thuộc về bò bự con nha anh chị nha. Rồi. Rồi bây giờ em xin kết thúc video đây. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở video kế tiếp.